Hưởng ứng chiến lược Make in Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước đã nhanh chóng xây dựng các ý tưởng, phát triển những sản phẩm có tính sáng tạo cao, phù hợp với điều kiện trong nước. Trong đó, giải pháp One Home, ngôi nhà thông minh đã được phát triển thành công trên nền tảng One IoT của VNPT Technology. Là một phần quan trọng của giải pháp tổng thể này, thiết bị IP Camera Home Vision do VNPT Technology nghiên cứu và phát triển được đánh giá cao về tính linh hoạt, dễ dàng tích hợp các hệ thống hiện có, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và vận hành. Theo đại diện VNPT Technology, nhu cầu giám sát an ninh tại Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên trên thị trường, phần lớn là camera trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Với sứ mệnh là một đơn vị tiên phong công nghệ Việt, VNPT Technology đã quyết định nghiên cứu phát triển và làm chủ hoàn toàn sản phẩm IP Camera để đảm bảo kiểm soát an toàn thông tin từ thiết bị phần cứng tới các ứng dụng phần mềm. Được biết, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, hai sản phẩm Make in Việt Nam mang thương hiệu Home Vision là camera giám sát trong nhà Home Vision HVIP02 và IP Camera giám sát ngoài trời Home Vision HVOFO2. Của VNPT Technology đã chính thức được đưa ra thị trường thông qua ba sản phẩm thương mại điện tử lớn nhất trong nước là Shopee, Tiki và Lazada.